Lim ơi, mình cho anh em biết địa chỉ vườn quen thuộc của mình luôn anh Lim. Rồi bây giờ địa chỉ nhà mình á là ở ấp Tân Ninh, xã Sơn Đông, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang nha anh. Ở ngày hôm nay mình giao lưu với anh em bao nhiêu loại hả anh? Nay em có 6 loại. Rồi. Trong đó 4 loại là mai 3 năm tuổi. Dạ. Còn 2 lô kia là mai mười mấy năm tuổi nha anh. Rồi, mình nói chi tiết từng loại luôn cho anh em tiện giao lưu anh. Bây giờ là chi tiết từng loại là cái lô số 1 là lô nhỏ nhất á, là em giao lưu giá 90 ngàn là hoành thân từ 8, 9, 10. Rồi. Là 90 ngàn một cây. Rồi lô số 2 á, là hoành thân từ 10 cho đến 12 là giá 140 ngàn. Dạ. Rồi lô số 3 á, là từ 12 cho đến 15 là 180 ngàn. Dạ. Rồi lô số 4 á, là hoành á, là từ 15 cho đến 16, 17, 18 luôn ha. Dạ. Là em giao lô giá 250 ngàn. Rồi. Rồi cái lô số 5 á, là mai này là em có 2 lô là mai mười mấy năm tuổi nha. Là lô số 5 đó là hoành thân từ 23 cho đến 30, 32, 33 luôn. Dạ. Là em giao lưu nguyên lô 30 cây đó là em giao lưu giá là 23 triệu. 23 triệu anh. À, là 30 cây nha. Rồi. Rồi cái lô bự đó là em còn lô lớn cũng mai mười mấy năm luôn. Trong đó nó có 12 cây. Nhưng mà dạ, đế cũ rất là đẹp. Mai của em là hoành thân đó là từ 33 cho đến 40, 42. Là đó. Cái loại đó là hàng tuyển anh. Hàng đó hàng tuyển, hàng đẹp là cái lô đó là em giao lưu giá 30 triệu là 12 dạ cây. Rồi cái hình thức mà mình bao ship là mua bao nhiêu cây mới ship được anh? Bây giờ hiện tại giờ là em chỉ bao ship 200 km, mà với một cái đơn hàng là nếu mà từ lô số 3 trở lên là 50 cây em ship, còn số 2 với số 1 là 100 cây mới ship nha anh. À là mấy cái đó là phải có ấy, tại vì cái số lượng tiền cây nó nhỏ. Dạ. Rồi anh giới thiệu cho anh em vô cái lô đầu tiên đi anh, lô số 1 đi anh. Mấy cây này là chỉ có mấy chục ngàn, cái lô này là nó có bao nhiêu gốc vậy anh Lim? Cái hàng này tại vì ngoài vườn em làm chưa kịp á, cái hàng dạ, đó em có khoảng 150 gốc nha. 150 gốc, mỗi gốc 90 ngàn anh em. Đây mới đi nhỏ anh em. Mấy cây này chiều cao trung bình nó khoảng nhiêu hả anh Lim? 50 đến 1 mét đi anh. 50 1 mét. Bên đây chung luôn hả anh Lim? Dạ cái đó khác anh này. Cái đó hàng nhỏ hơn nữa. Nhỏ, nhỏ hơn nữa, không có nhiều. Đây. Cái này hoành thân khoảng 8 9 10 nha anh. 8 9 10. Dạ. Như cái này ló 11 luôn thấy không? Dạ. Cái này anh em nguyên lô này có cho lựa gì không anh? Dạ không, thí dụ như anh em mai này là mai quấn rễ nha anh. Dạ. Nguyên cái lô mai 3 năm tuổi này là mai quấn rễ hết. Anh em khỏi lo, tại vì cái đơn hàng anh em nếu mà chốt đơn thì em cứ bốc từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái cho anh, chứ không cho lựa nha. Dạ. Đây nè. Có 90 ngàn cây hả anh? 90 ngàn một cây nha anh em. Ủa cái này là giỏ Thủ Đức hết luôn phải không anh Lên? Giỏ Thủ Đức mà quấn rễ luôn. Giỏ Thủ Đức quấn rễ. Rồi. Cái lô này 90 ngàn là mua 100 cây mới ship anh? Đúng rồi. Số lượng có hạn nha anh. Anh có số lượng có hạn. 150 cây vậy nha. 90 ngàn nha anh em. Rồi clip theo lô số 2 đi anh. Rồi lô số 2 kế bên luôn anh. Đây. Lô này là mình có hiện tại có bao nhiêu ngàn gốc anh? Lô này hiện tại giờ cái vườn này nó cũng bất rồi, em bứng vườn này cũng cả ngàn trở lại thôi, nhưng mà cái lô này có cả 250 cây nha. 250 cây. Đây anh em. Cái này là mình lựa nó đều nhau hết phải không anh Lim? Đúng rồi, từ hoành thân là 10, 11, 12, 13 luôn anh ơi. Đây, một vòng qua nha anh em. Toàn mẫu lô này. Đế cũ đồ cực kỳ. Đâu mình đo thử cái cây đó thử anh Lim. Có cái cây đế nó cũng bự quá ha. Dạ, mai quấn rễ mà anh. Cái này 13 yếu luôn anh nè. 13. Dạ. Rồi quay hết anh em một vòng. Nguyên cái khúm này nè anh em. Cái giá mà giao lưu là sao anh Lim? 140 ngàn anh ơi. À 140 ngàn là dạ, mua 100 cây phải không anh Lim? Đúng rồi, đúng rồi. Đây, toàn bộ nè anh em. Nói chung gốc nào cũng đều nhau hết nha. Mai này anh em gì muốn vừa nuôi tàn vẫn được nha anh, tại vì có chi cành nó có sẵn hết á. Đó, đó. Chi cành rất là ok mà. Cái lô này là nhiêu năm tuổi anh Lim? Mai này là 3 năm tuổi anh. 3 năm tuổi ha. Dạ, từ số 1 đến lô số 4 là mai 3 năm tuổi. Dạ. Chi cành rất là ok ha. Rồi, nhắc lại với anh em là giá là 140.000. 140.000. Dạ. Cho cái lô này nha anh em. Rồi tiếp theo là cái lô này loại 3 phải không anh? Loại số 3. Hoành thân là từ 12 cho đến 15 16 anh ơi. Cái loại này là nó bao nhiêu tiền anh? Là loại này 180.000. 180.000. Là mua 100 gốc mới ship phải không anh? Dạ cái này trở lên là 50 gốc anh có ship rồi. À 50 gốc có ship rồi. Dạ, số 3 trở lên là 50 gốc ha, còn mấy... số 2 với số 1 là 100 gốc. Mấy cây cũ đẹp quá anh em. Đâu mình đo hoành thử anh Lim. Cây này hình thú luôn. 15 hoành anh ơi.
Chiều cao trung bình nó khoảng nhiêu anh? Chiều cao lô này chắc trung bình tầm khoảng 1,5 m, 1,2 m đến 1,5 m anh. 1,2 m, 1,5 m ha. Đây quên tổng thể cho anh em xác xác cái cây cho anh em coi cho nó kỹ nha. Dọc kêu nè anh em. Tất cả đều vỏ Thủ Đức hết nha anh em, 3 năm tuổi. Số lượng có hạn hả anh Lêm? Cái lô này, cái này là có 150 cây nha. Cái dạ. Mà số hoa này. Có mấy cây này nè anh em, khá là đẹp nha. Vẫn để không anh em, dàn chân cứng lắm. Này, quý chồng rồi nè, rất là lớn nha. Rồi, nhắc lại với anh em cái giá với mua số lượng luôn anh. Cái loại này nè. Lô số 3 này là cái giá đó là 180.000. Rồi. 50 cây em sẽ bao ship cho anh em 200 km. Rồi, tiếp theo anh em. Rồi, lô số 4. Lô số 4 này là hoành thân này là 15 trở lên nha anh. 15 trở lên đó anh. Chỉ cành nó sang sát hết anh thấy không? Tại vì cái vàng này nói chung người ta cũng có làm tạng anh, nhưng mà tại vì đường xá ra khó khăn em đem về nhà nó cực quá cho nên em xả phôi rộng. Cái này là được bao nhiêu gốc anh? Cái hàng nó cũng có chừng 80 gốc rồi nè. 80 gốc? Dạ. Là mình bán 50 gốc bán hay sao anh? Hay 50 nhiêu anh? Gốc bán. 50 gốc bán nha. Dạ. Đây anh em có mấy cây cũ nè anh em. Nhìn tê tái luôn anh em ơi. Cái này là em lên cái mẫu cho anh em coi, chứ còn cái số lượng em làm là chưa đủ, ở đây là chưa đủ 80 cây nhưng mà ở ngoài vườn còn nữa. Ở ngoài vườn còn nhưng mà ở đây là mình chỉ làm mấy mẫu cho anh em xem ha, nó dạng vậy ha. Còn quán đế anh ơi, cây này nó y chang gì hết. Đây nè. Hoành là 15 trở lên không hả anh Lâm? Dạ. Đâu mình vô mình đo thử 1 cây 2 cây anh Lâm. Có cái này đẹp quá ha. 16 anh ơi. 16. Rồi mình nhắc lại cái giá luôn anh Lâm. Rồi cái lô này có 80 khoảng 80 cây nhưng mà giá dao động là em giao luôn là giá 250.000. 250.000. Dạ. Cái lô này lô mấy anh? Lô số 4. Lô số 4 nha anh em. 250.000. 50 cây mới bao ship cho anh em. Dạ. Còn anh em nào mà xuống tận vườn mua là mua 50 cây bán bình thường không anh? Dạ, bán bán. Anh em mà xuống tới nhà em thì mua 50 cây 20 cây là bán bình thường. Dạ. Rồi tiếp theo anh em nào ở xa quá thì muốn giao lưu quá thì ví dụ như cứ việc alo mà anh em mình hỗ trợ phụ tiền ship. Dạ. Phụ tiền xe tải, tại vì vô mùa dịch này em giao bằng xe tải nhanh, không có ship bằng bưu điện nha. Rồi cái lô này là lô số 5 phải không anh? Lô số 5. Cái lô này là mai mười mấy năm tuổi nha anh. Mười mấy năm hả anh? À, anh em nào chơi giờ không ai biết. Rồi, quay cận cho anh em một vòng qua đây cái cho anh em nắm hết cái số gốc ngoài đây. Cái này quái ha. 30 cây nha. Vòng quanh anh em. Quanh trung bình nó khoảng nhiêu hả anh Lêm? Quanh trung bình nếu mà có 2-3 cây quanh chừng 22-23, còn bao nhiêu là 25-30 ngoài anh ơi. 25-30 ngoài ha. Dạ, 25-30, 31-32. Chiều cao trung bình nó khoảng nhiêu anh? Cái dạng phôi này chiều cao trung bình tầm khoảng 80-1,5 m đây nè. Rồi mình đo thử cho anh em tham khảo thử anh. Cây này là chắc cây nhỏ nhất rồi hả anh? Cây này nó chưa nhỏ, còn ở trong 1-2 cây là cũng dạ. Số nhỏ không có nhiều. 26 quành luôn đây. Rồi, anh đo cái cây cà bự kế bên anh. 32-33 quành. 32. Nó có 1-2 cây nhỏ mà nó lọt 23-24 rồi. Số lượng của mình còn là bao nhiêu anh? Số lượng này chỉ có lô này chỉ có 30 cây anh. 30 cây. 32 cây nhưng mà 32 cây. Anh em nào chốt tặng hai cây này luôn. À, tặng cái hai cây nhỏ nó lọt sổ nè anh. Tặng mày xù luôn nha, mấy triệu nha. Cái lô này là mình giao lưu nhiêu gốc mới giao lưu được, mới ship được anh? Không, cái lô này bán 30 cây luôn cái. À, bán 30 cây luôn một lô ha, chứ không có bán lẻ ha. Dạ. Rồi. Mua 30 cây này em tặng hai cây này luôn. Có mày xù tặng xù luôn anh. Rồi. Rồi với cái lô này là nhiêu tiền nha anh Lâm? 30 cây này em giao lưu giá 23 triệu anh ơi. 23 triệu anh. Dạ, cho 30 cây, tặng thêm hai cây này luôn nha. À, bao ship 200 km cho anh em, là bao ship xe tải trong ngày sẽ có cây anh em ơi. 23 triệu và tầm giá chỉ 700.000 cây anh ơi. Dạ. Rồi tiếp theo anh em, lô số 6 nè. Cái lô này có bao nhiêu gốc cho anh Lâm? Lô này có 12 gốc anh ơi. 12 gốc. Hàng cực đẹp anh ơi. Trung bình là nó hoành nó nhiêu hả anh Lâm? Lô này hoành thân từ 30-40, 41-42 luôn. Chiều cao trung bình đó anh? Chiều cao cây thấp nhất khoảng 70, cây cao nhất khoảng 2 m. Cái này là nó mình trồng được nhiêu lâu anh? Mai này là mai mười mấy năm rồi nha. Tất cả giao thu đất hết phải không anh? Cái loại này là nhà vườn trồng em cũng chưa biết mặt đâu nha.
nào lúc trước cho anh em chứ để gì nói. Và mình để cái tay thử vô trong đó thử anh lên cho hình dung qua được cô đế đi. Đây nè anh. Bên đây nè. Đây anh em. Để đâu cũng hoành luôn. Cây khá đẹp nha anh em. 37 hoành anh ơi. 37 hoành. Cái lô này là mình giao lưu với anh em sao anh? Cái lô này 12 cây này em giao lưu với anh em giá 30 triệu. 30 triệu. À. Cây này 40 bốn mấy luôn anh ơi. Nhiêu anh? 42 hoành. 42 hoành. Rồi. Lắc lại đẹp nha. Có 12 cây. Rồi. Rồi cây này là cây cuối cùng hả anh? Bán lẻ hả sao anh? Cây này cây cuối cùng. Có cây này 40. Cây này em bán lẻ. Mình đo thử chiều cao đó khoảng nhiêu anh Lêm? Chiều cao tầm khoảng 2 mét anh ơi. 2 mét. Rồi. Quay lại cho anh em một vòng một góc rồi nha. Rồi đế cặp lắm nha. Mặt này không có ha. Rồi cái quạnh thử anh. Anh? 45 anh ơi. Rồi mình áo nhẹ nồi đế luôn anh, bao nhiêu anh? Trăm sáu mươi anh ơi. Rồi cây này là mình giao lưu sao anh? Cây này riêng là bán lẻ, cây này cũng bao ship 25 km, bán cho anh em giá 7 triệu. 7 triệu anh em, bao ship cho anh em 200 km. Chi cành bắt khá đều anh em, đế hơi bị đẹp nha. Rồi anh em nào thích thì mình liên hệ trực tiếp với anh Liêm nha. Có số điện thoại ở phần tiêu đề anh em.